Sang nhà bạn trai chơi, cô gái hoang mang vì mở cửa nào cũng thấy hiện tượng lạ. Mới đây, một cô gái đã đăng tải đoạn clip lên story khi thấy hiện tượng lạ ở trong căn nhà bạn trai. Tuy nhiên, thay vì giải thích rõ thì ai cũng thả ha ha vì cảnh tượng này. Theo đó, lần đầu đến nhà bạn chơi, cô gái đã tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng khi ở các cánh cửa ra vào, từ phòng ngủ cho đến nhà vệ sinh, đầu đầu cũng dán những bức hình lạ. Điều đáng nói là những hình này đều bị cắt đi một góc. Tấm thì cắt ở đầu, tấm thì cắt ở thân, rồi được dán ăn khớp vào ngay mép cửa. Thậm chí ngay ở tay cầm cũng có, khiến cô nàng vô cùng xoắn não. Sau khi hỏi bạn trai nhưng chỉ nhận được cái mỉm cười và lắc đầu, người này đã đăng tải những đoạn clip lên story để hỏi bạn bè rằng liệu đây là gì và nó có phải là bùa ngải hay không. Tuy nhiên, thay vì giải thích rõ ràng, nhiều người lại thả biểu tượng cảm xúc ha ha, khiến cô gái càng hại não hơn. Được biết đây đều là những nhân vật anime nổi tiếng, có lẽ vì quá cuồng nhiệt và nhập tâm vào cốt truyện nên chàng trai đã cắt và dán nó lên những cánh cửa trong nhà. Còn mục đích sâu xa để làm gì thì tôi cũng chưa biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.